nhạc rồi đó. Xin chào mọi người. Cả nhà ơi, hôm nay mình sẽ live ở đây nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình cho mọi người. Xin chào cô Lenny. À, cô Lenny. Hôm nay mình sẽ like áo len 369k cho mọi người. Áp dụng cho bạn nào chia sẻ bài nha. Like và chia sẻ livestream này nha mọi người ơi. Xin chào mọi người. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm nha mọi người ơi. Hôm nay mình sẽ là áo len 39k, 69k nha, chỉ còn mọi người nhỏ nha. Chỉ còn mọi người like và chia sẻ bài thôi nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài là sẽ mua được với giá cực kỳ rẻ nha mọi người. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm luôn nha mọi người ơi. Rất là nhiều đồ len đẹp nha, chỉ còn mọi người like và chia sẻ bài thôi nha. Xin chào Trang Nguyễn nha. Trang Trương. Lên 100 bạn coi, mình sẽ like từng mẫu cho mọi người coi nha mọi người ơi. Xin chào Vicky Nguyễn. Xin chào Vicky Nguyễn nha. Chia sẻ bài giùm nha Vicky Nguyễn ơi. Chia sẻ càng nhiều càng tốt cho mọi người. Mọi người chia sẻ vào nhóm hoặc trên trang cá nhân nha. Xin chào chị cà phê muối nha, lâu quá rồi mới thấy chị. Rồi, vô đông đông mình sẽ like 100 bạn, mình sẽ like mẫu nha. 100 bạn mình sẽ like từng mẫu nha mọi người ơi. Được rồi. Áo này chỉ bán 69k nha mọi người. Ai lấy mẫu này thì chốt số 1 nha mọi người. Chỉ với 69k thôi nha. Mẫu này chỉ với giá 69k thôi nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình nha. Mẫu này số 1 nha mọi người. Mẫu này len cực kỳ đẹp, có thể mặc được hai kiểu nha. Có thể mặc bẹt vai hoặc có thể mặc như thế này nha mọi người. Kiểu này chỉ có giá 69k mẫu này thôi nha mọi người ơi. 69k mẫu này nha. Có thể mặc được hai kiểu nha mọi người. Len cực kỳ đẹp nha mọi người ơi, len cực kỳ đẹp nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình nha. Mẫu này số 1 cho mọi người ơi, 55k là một người mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 1 nha mọi người, chỉ có giá 69k thôi nha. 69k mẫu này nha mọi người ơi. Chốt số 1 cho Liên Hoàng nha, số 1 vẫn còn nha mọi người ơi. Xin chào sữa kẹo. Mẫu này chỉ có giá 69k nha mọi người. Cực kỳ đẹp, cực kỳ dễ thương, chỉ có giá 69k. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Like và chia sẻ bài nha. Mẫu này số 1 nha mọi người, số 1 vẫn còn nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 1. Chà Phúc dễ thương. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Mẫu này là số 1. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình nha. Mẫu này giữ giá 69k thôi nha mọi người ơi. 69k mẫu mình đang mặc nha. Mọi người ơi, chia sẻ like và chia sẻ để được mua giá với 69k nha mọi người ơi. Mẫu này nha mọi người. Ai lấy mẫu này thì chốt số 2 cho em nha. Mẫu này ở bên pha ren. Pha ren nha mọi người ơi. Mẫu này pha ren ở bên nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 cho mình nha mọi người. Mẫu này 55k nó lại mặc vừa mẫu này nha mọi người ơi, chỉ có giá 69k thôi nha. Mẫu em đang mặc 69k, 55k nó lại mặc vừa mẫu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 cho mình nha. Mẫu này cực kỳ đẹp nha.
mọi người, lem cực kỳ đẹp nha. Rất đây nha mọi người, rất là rẻ nha mọi người. Sao cô? Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 cho mình nha mọi người. Len cực kỳ dài nha. Cực kỳ dài dặn nha mọi người. Mẫu này giữ giá 69k thôi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm em nha mọi người ơi. Mẫu này số 2. Mẫu này cực kỳ đẹp nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 cho mình nha. Mẫu này 55k thôi là mặc vừa. Chỉ cần mọi người like mình chia sẻ bài sẽ mua được với giá rất là rẻ nha mọi người ơi. Rất là đẹp, hai cách điệu chuẩn á. Thay đen nha mọi người, thay đen hai bên sẽ tà nha. Mọi người có thể mặc đóng thùng hoặc là mặc bỏ ra ngoài nha mọi người. Có thể mặc được hai kiểu nha. Sẽ tà ra nha mọi người. Mặc vuông sào cực kỳ dễ thương. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 cho mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 2, chỉ có giá 69k thôi nha mọi người. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin chụp chấm nha mọi người ơi. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 nha mọi người. Mẫu này số 2 cực kỳ đẹp nha mọi người ơi, chỉ có giá là 69k thôi. 69k áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Like và chia sẻ bài nha. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm luôn nha mọi người ơi. Mọi người tương tác để mình thấy nhau nha mọi người. Còn rất là nhiều mẫu len nha mọi người ơi, mọi người chỉ cần like và chia sẻ bài giùm mình thôi nha mọi người. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm luôn nha. Trong thời gian mình mặc mẫu, mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Chia sẻ bài vô các nhóm giùm mình nha. Mẫu này nha mọi người, mẫu này cũng từ 55k nó lại mặc người nha. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi nha mọi người ơi. Có thể mặc đóng thùng hoặc là có thể mặc bỏ ra nha. 55k nó lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 nha mọi người. Mẫu em đang mặc là số 3 nha. Len cực kỳ đẹp nha mọi người ơi, len rất là đẹp nha. Đây nha mọi người, mình cho mọi người coi vải nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 3 cho mình nha mọi người. Mẫu này số 3 nha. Mẫu này cực kỳ đẹp nha mọi người ơi. Mẫu này 55k rồi lại mặc vừa. Chỉ có giá 69k thôi. 69k áp dụng cho bạn nào chia sẻ bài nha. Chia sẻ bài livestream cho mình nha mọi người. Mọi người ơi, mọi người cho mình xin một chấm nha. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm nha. Xin chào cả nhà nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 cho mình nha mọi người ơi. Mẫu này chỉ có giá 69k. 69k áp dụng cho bạn nào chia sẻ bài nha mọi người. Mẫu này cực kỳ đẹp luôn á. Ở ngoài rất là dễ thương. Chỉ có giá 69k. 69k áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha. Mọi người ơi, mọi người. Mẫu này rất là đẹp, len rất là mịn. Len cực kỳ đẹp luôn á mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 cho mình nha mọi người. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi. Mẫu này 69k thôi nha mọi người. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài thôi nha. Toàn bộ đều là hàng len Quảng Châu, là hàng mới nha mọi người ơi. Mẫu này 69k nha mọi người ơi. Đây này cực kỳ đẹp nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 cho mình nha. Mẫu này số 3. Mẫu này rất là đẹp nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp mẫu này nha. Chỉ có giá là 69k thôi. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài giùm mình là sẽ mua được với giá 69k. Cực kỳ rẻ nha mọi người. Cực kỳ rẻ nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm mình nha. Bạn nào thích mẫu này thì chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu này đẹp nha. Mọi người chia sẻ, ai chia sẻ và trang hội nhóm như được tặng vớ nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu này đẹp nha. Còn rất là nhiều mẫu này đẹp nha mọi người. Còn mẫu này nha, mẫu mình đang mặc này nha, là số 4 nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 4 nha. Kèm theo số thoại địa chỉ cho mình nha mọi người. Mẫu này giữ giá 69k thôi nha mọi người ơi. Mẫu mình đang mặc có giá 69k nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 4 cho mình nha mọi người. Mẫu này cũng từ 55k lại mặc vừa nha. 55k lại mặc vừa mẫu này. Cực kỳ đẹp mà cực kỳ rẻ luôn nha mọi người. Len này, len đây cực kỳ đẹp nha mọi người ơi. Mình cho mọi người coi nha. Hàng rất là đẹp. Cực kỳ chị dễ. Bán trên like. Để tương tác mọi người, ai mua sẽ inbox nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc thì chốt số 4 giúp mình nha mọi người ơi. Mẫu mình đang mặc số 4 cực kỳ đẹp nha mọi người. Chỉ có giá 69k. 55k nó lại mặc vừa nha mọi người ơi. Mẫu này 55k nó lại mặc vừa nha. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm nha mọi người ơi. Mọi người chia sẻ bài giúp mình nha mọi người. Áo này giữ giá là 69k thôi. 69k
sẽ là áo len 39k cho mọi người. Hồng Anh chốt cái này cho Mina được nè. Cái này đẹp, cái này dễ thương nè mọi người ơi. Cái này cực kỳ dễ thương luôn, ở ngoài rất là đẹp. Chỉ có giá 69k mẫu này thôi nha mọi người. 69k mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 4 giúp mình nha. Rồi chốt số 4 cho Thùy Vũ nha. Thùy Vũ tốt có đâu. Chia sẻ nhiều cho hội nhóm, chụp màn hình view số và tặng quà nha, tặng vớ. Cái này nha mọi người, mẫu mình đang mặc nha, mẫu mình đang mặc cũng từ 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 cho mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 5. Mẫu này chỉ có giá 69k. 69k áp dụng cho bạn nào chia sẻ livestream bên mình nha. Áp dụng cho bạn nào chia sẻ ba nha mọi người. Đây nha mọi người. Mọi người có thể mặc đóng thùng hoặc có thể bỏ ra nha. Áo này cực kỳ đẹp nha mọi người. Chỉ có giá 69k mẫu này thôi. Mọi người chia sẻ ba giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu mình đang mặc nha là số 5. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 5. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha. Cái này cực kỳ dễ thương. Đây nha mọi người ơi, mình sẽ cho mọi người coi len nha. Len 150 bạn coi em sẽ là áo len 39k nha mọi người. Đây chắc len cực kỳ dày dặn mà cực kỳ đẹp nha. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 5 cho mình nha mọi người. Người ơi, mẫu số 5 này cực kỳ đẹp nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 cho mình nha. Mẫu số 5 này giữ giá 69k. 69k chỉ áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài thôi nha mọi người. Mình chỉ bán trên live. Trên live mình mới bán giá 69k nha. Còn lựa tại shop là không có giá này đâu nha mọi người ơi. Nên chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài thôi là sẽ mua được cái giá cực kỳ rẻ. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 5 cho mình nha mọi người. 55kg nó lại mặc vừa mẫu này nha. Cực kỳ đẹp nha mọi người ơi. 55kg nó lại mặc vừa mẫu này. Chốt số 5 cho Lưu Hà nha. Rồi bạn Lưu Hà ơi, cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha bạn ơi. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha. Mình chỉ bán trên live với giá 69k thôi nha mọi người. Mình chỉ bán trên live thôi nha. Còn ở chọn tại shop là không có giá 69k đâu nha mọi người ơi. Nên mọi người chỉ cần chia sẻ bài thôi là sẽ mua với áo len rất là rẻ và rất là đẹp luôn nha. Bạn Lưu Hà ơi, cảm ơn. Lưu Hà ơi, cho thông tin địa chỉ nha, cho shop nha Lưu Hà. Rồi, mẫu mình đang mặc nha mọi người. Mẫu mình đang mặc là len nhũ nha. Len nhũ nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 cho mình nha. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi. Mẫu mình đang mặc có giá 69k. Chỉ cần mọi người chia sẻ bài thôi nha mọi người. Chia sẻ bài để mua với giá 69k. Cực kỳ đẹp nha mọi người ơi. Mẫu này nha. Ok Lưu Hà. Rồi, chị Lưu Hà ơi, chia sẻ bài giùm em nha. Hồng Ngọc ơi, chia sẻ bài giùm cháu nha. Rồi, mẫu này nha mọi người, là len nhũ nha mọi người ơi. Chỉ có giá 69k mẫu này. Bạn nào chốt mẫu này, chốt số 6 giùm em nha. Mẫu mình đang mặc số 6 nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp mẫu này. Số 6 nha mọi người, 55kg là mặc vừa. 55kg là mặc vừa mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này, chốt số 6 giùm mình nha mọi người. Mẫu số 6 này cực kỳ đẹp cho mọi người ơi, là len nhũ nha. Len nhũ mà cực kỳ rẻ. Rồi chốt số 6 cho Hồng Anh nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Còn rất là nhiều len đẹp nha. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài thôi nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài giùm em nha. Rồi một cái áo này nha mọi người. Áo này có thể mặc với chân váy cực kỳ sang luôn nha mọi người ơi. Cực kỳ sang mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 giùm mình nha mọi người. Mẫu em đang mặc là số 10 nha. Áo này khoảng cỡ 60kg đổ lại mặc số 10 nha mọi người. 60kg đổ lại mặc vừa áo này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 10.
Mấy người thấy mẫu em chưa? Đang đẹp, đang thốt mặc áo đẹp ngay. Rồi chốt số 10 cho Lê Linh Chi nha bạn. Chị Lê Linh Chi ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ nha. Đi con. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ hàng giùm em mọi người ơi. Có bán hàng mà tôi con. Lê Linh Chi ơi, cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha bạn ơi. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ ba giùm mình nha mọi người. Còn rất là nhiều mẫu đang đẹp nha. Rồi ok, chị Lê Linh Chi nha. Rồi mẫu em đang mặc nha mọi người. Mẫu em đang mặc là sẽ tà hai bên nha. Sẽ tà hai bên như này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm em nha. Mẫu này có thể mặc bỏ đóng thùng nha mọi người. Có thể mặc đóng thùng nha. Đóng thùng mẫu này. Hoặc là có thể mặc không nha. Vì nó là tà kéo nha mọi người. Sẽ tà mẫu này nha mọi người ơi. Mẫu này chỉ giá 69k thôi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình. Mẫu này số 1 nha mọi người. Mẫu mình đang mặc có giá là 69k, 55k nó lại mặc vừa mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 1 cho mọi người ơi. Mẫu này số 1. Có thể mặc được 2 kiểu nha. Vì nó là sẽ tà nha mọi người. Sẽ tà nha, có thể mặc với quần sọt như thế này nha. Rồi chốt số 1 cho Hồng Anh nha. Số 1 vẫn còn nha mọi người ơi. Số 1 vẫn còn nha mọi người ơi. Mọi người chia sẻ bài cho mình nha mọi người. Còn rất là nhiều mẫu đang đẹp nha mọi người. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài thôi là sẽ mua với giá cực kỳ rẻ luôn. Chị bán trên like nha mọi người ơi. Mẫu những mẫu đang ở đây em chị bán trên like với giá 69k thôi nha. Mọi người ơi, chia sẻ bài cho mình mọi người ơi. Rồi mẫu em đang mặc là số 2. Mẫu này cũng từ 55kg đồ lại mặc vừa. 55kg đồ lại mặc vừa mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 cho mình nha. Có luôn nha Lê Linh Chi ơi, có luôn nha bạn ơi. Ở đây shop nhiều lắm nha, nhiều mẫu lắm nha bạn. Rồi mẫu này số 2 nha mọi người ơi. Mẫu này mặc quần sọc cực kỳ đẹp nha mọi người. Chỉ có giá là 69k thôi. 69k mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm em nha. Mẫu này cực kỳ đẹp nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình. Mẫu số 2 này rất là xinh nha mọi người ơi. Chỉ có giá 69k thôi. Mọi người chỉ cần like và chia sẻ bài là sẽ mua được với giá 69k nha mọi người ơi. Mẫu mình đang mặc có giá 69k. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 2 nha. Cực kỳ đẹp mẫu này nha mọi người ơi. Mẫu này rất là dễ thương. Mẫu này số 2 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình nha. Mẫu này chỉ giá 69k thôi nha mọi người. Mẫu 69k này cực kỳ dễ thương và cực kỳ đẹp, rất là rẻ nha mọi người. Mọi người ơi, len cực kỳ đẹp nha. Len rất là đẹp cho mọi người. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài giùm mình thôi nha. Đây nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 2. Đúng không Hồng Anh? Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình nha mọi người. Mẫu này cực kỳ xinh nha. Mẫu này rất là dễ thương nha mọi người ơi. Chỉ có giá là 69k thôi. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài sẽ mua được với giá 69k. Cực kỳ rẻ mà cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Mẫu em đang mặc chỉ với giá 69k. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2. Chốt số 2 cho Hồng Anh. Rồi chốt số 2 cho Hồng Anh nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Còn rất là nhiều mẫu đang đẹp nha mọi người ơi. Mọi người ơi, shop có cung cấp hàng sĩ. Ai thích like thì mua inbox hàng sĩ cho Linh Nguyễn nha. Sẽ lấy thịt hàng sĩ nha. Để like nha. Mọi người ơi, chia sẻ bài cho mình nha mọi người. Mọi người ơi, chia sẻ đi mọi người ơi. Rồi, mẫu em đang mặc nha. Mọi người có thể mặc hai kiểu cho mọi người. Có thể không đóng thùng nha. Hoặc là đóng thùng với quần sọc cực kỳ xinh mẫu này. Chỉ có giá 69k thôi nha mọi người ơi. 69k mẫu này. Mẫu số này vẫn còn. Ai thích chụp hình lại cho shop nha. Rồi mẫu này cũng từ 57kg đồ lại mặc vừa mẫu này nha mọi người ơi. 57kg đồ lại mặc vừa. Lên 150 bạn coi em sẽ like áo len 39k. 39k với tặng. Tặng vớ. Tặng vớ nữa nha mọi người ơi. Rồi mẫu mình đang mặc nha. Mẫu đang mình đang mặc là số 3 nha mọi người. Mẫu này số 3 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm em nha mọi người. 57kg đồ lại mặc vừa mẫu này nha. 57kg đồ lại mặc vừa mẫu này. Chỉ có giá 69k thôi nha mọi người.
ơi, mẫu mình đang mặc 69k. Cực kỳ đẹp luôn nha mọi người, len cực kỳ đẹp nha. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài giùm mình thôi. Chỉ cần like và chia sẻ là sẽ được tặng vớ nha cô Hồng Anh ơi. Sẽ mẫu tặng 5 cái vớ đầu tiên hả? Mẫu này chỉ có giá 69k. 69k mẫu này, 57kg lại mặc vừa cho mọi người ơi. Màu này cũng cực kỳ đẹp nha mọi người. Màu này cực kỳ xinh luôn. Chúc mừng cô Hồng Anh được tặng vớ vớ nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm em nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài đi mọi người ơi. Chỉ cần mọi người chia sẻ bài sẽ mua được với giá rất là rẻ và sẽ được tặng vớ nữa nha. Tặng vớ nữa nha mọi người. Mẫu này số 3 nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 3 giùm mình nha mọi người. Mẫu số 3 cực kỳ xinh luôn nha. 57 đổi lại mặc vừa cái mẫu mình đang mặc cho mọi người. Mọi người ơi, chỉ cần mọi người like chia sẻ bài thôi là sẽ mua được giá cực kỳ rẻ. Cực kỳ rẻ mà áo cực kỳ đẹp luôn nha. Không mua ở đây thì mua ở đâu nữa mọi người ơi. Chỉ có 69.000. 69.000 chỉ có ở Miu Shop thôi nha mọi người. Chỉ có ở Miu Shop mới bán với giá đó thôi nha. Chỉ cần mọi người like chia sẻ bài nha mọi người. Mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 3 nha. Cực kỳ rẻ mà cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Mọi người ơi chia sẻ để tương tác nha chứ thôi. Thôi bị ẩn á. Thôi comment bị ẩn á. Mọi người ơi. Cô Hồng Anh ơi like mọi tay nhưng mà bù lại được vớ nè. Mọi người ơi bây giờ em sẽ cho mini game nha. Chỉ còn mọi người, bạn nào đang coi livestream cho mình xin cấm nha. Mình sẽ tặng 5 đôi tóc đầu tiên, 5 đôi tóc đầu tiên cho 5 bạn đầu tiên. Rồi chốt số 3 cho bạn Kem nha. Kem ơi cho mình số điện thoại và địa chỉ luôn nha bạn. Mọi người ơi bây giờ em sẽ chơi mini game nha. Chỉ còn bạn nào comment nhanh nhất mình sẽ tặng vớ cho bạn đó. Mình sẽ tặng 5 đôi đầu tiên nha. Mình sẽ tặng 5 đôi đầu tiên sau đó mình sẽ like tiếp áo len nha mọi người. Bây giờ chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài giùm mình thôi nha mọi người ơi. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm nha. Cho mình xin một chấm nha. Bây giờ mình sẽ chơi nha. Dạ yeah, đúng nha. Rồi, vớ quần nha cô Hồng Anh. Mình chỉ tặng free cho mấy bạn 5 đôi đầu tiên. Rất là đơn giản, rất là dễ. Chỉ cần bạn nào comment nhanh nhất nha. Comment nhanh nhất. Rồi cái đầu tiên nha. Bạn nào comment số 789 kèm theo số điện thoại địa chỉ nhanh nhất mình sẽ tặng cái này cho bạn đó nha. Mẫu này nha mọi người ơi. Quên lộn, mình sẽ tặng cái này nha. Bạn nào comment số 789 kèm theo số điện thoại địa chỉ nhanh nhất mình sẽ tặng cái vớ này cho bạn đó nha. Mọi okay, người ơi. 789 kèm theo số điện thoại địa chỉ nữa nha mọi người ơi. Mọi người chia sẻ bài và hội nhóm nha. Bạn nào được tặng quà sẽ chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ tặng vớ nha. Ok cô Hồng Anh. Mình sẽ tặng cho bạn 5 bạn đầu tiên 789 kèm theo số điện thoại địa chỉ nha mọi người ơi. Với điều kiện mọi người phải chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Mình sẽ tặng 5 đôi đầu tiên, 5 đôi tất đầu rồi, tiên. Rồi một cái cho cà phê muối. Rồi một cái đầu tiên sẽ cho chị cà phê muối nha. Mọi người ơi, chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài thôi nha. Đúng rồi, Hồng Anh ơi, phải có địa chỉ nữa, cô không được rồi. Rồi, tiếp tục đôi thứ hai nha mọi người ơi. Tiếp tục đôi thứ hai, đôi này sẽ dành cho bạn nào nhanh tay nhất nha. Nhanh tay nhất mình sẽ tặng cái này cho bạn đó. Rồi, bạn nào comment số 123 kèm theo số điện thoại địa chỉ nhanh nhất mình sẽ tặng cái vớ này cho bạn đó nha. Số 123 nhanh nhất. 123 kèm theo số lại địa chỉ. Ok Linh Chi. Bạn nào chia sẻ thì có thể chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người. Số 123 kèm theo số điện thoại địa chỉ nhanh nhất là mình sẽ tặng cái này nha. Okay, rồi một cái cho cô Hồng Anh nha. Nếu mọi người không chụp hình chia sẻ gửi qua mình là sẽ không được nha. Vẫn còn 3 đôi nha mọi người. Một đôi cho cô Hồng Anh nha. Vẫn còn 3 đôi tất. Đôi cho cô Lini nè. Mọi người ơi, bạn nào được tặng vớ chụp một bài màn hình gửi cho mình nha. 1, 2, 3 hết rồi, 1, 2, 3 hết rồi, chị số. Rồi 1, 2, 3 cho Linh Chi hả? 1, 2, 3 cho cô Hồng Anh rồi, giờ chị rồi. Số khác đi. Cái thứ 3 này nha. Đôi thứ 3 này nha, sẽ dành cho bạn nào nhanh tay nhất nha mọi người. Mọi người nghe rõ mình nói nha. Nghe rõ mình nói nha mọi người ơi. Bạn nào comment số 578 kèm theo số điện thoại nhanh nhất mình sẽ tặng cái này cho bạn đó. 578 kèm theo số điện thoại địa chỉ nha mọi người ơi. 578 nha. Mọi người ơi, mình sẽ kiểm tra nha.
mình sẽ kiểm tra bạn nào mà chưa chia sẻ, mình sẽ không tặng nha. Rồi, tặng đôi một đôi cho Lê Linh Chi nha. Vẫn còn hai đôi nha mọi người, vẫn còn hai đôi này nha. Chỉ cần bạn nào nhanh tay là sẽ được tặng hai đôi vớ này. Chia với sẻ vào hội nhóm. Với điều kiện mọi người phải like và chia sẻ bài, like và chia sẻ bài nha mọi người ơi. Rồi 5, 7, 8 cái vừa rồi hết rồi nha mọi người ơi. Tiếp tục một cái nữa nha. Tiếp tục một đôi vớ nữa nha mọi người. Chỉ cần mọi người comment số 565 kèm theo số điện thoại địa chỉ nhanh nhất mình sẽ tặng cái này nha. 565 nha. 565 nhanh nhất cho mọi người ơi, kèm theo số điện thoại địa chỉ nha, mình sẽ tặng cái đôi vớ này. Mình sẽ tặng đôi vớ này nha. 565 nha mọi người ơi. 565 bạn nào nhanh tay. 565 kèm theo số điện thoại địa chỉ nha. 565. Mọi người ơi, mọi người lưu ý cho mình, được rồi, cho mọi người phải chia sẻ vào hội nhóm cho Nguyễn mình nha, Kim người. Khánh Liên. Rồi một đôi sẽ cho bạn Nguyễn Kim Khánh Liên nha. Mọi người ơi, chỉ cần mọi người like chia sẻ bài cho mình nha mọi người. Bạn nào chia sẻ vào hội nhóm có thể chụp lại màn hình gửi cho mình nha. Mình sẽ tặng vớ cho mọi người, còn rất là nhiều vớ nha. Đầu tiên mình sẽ tặng 5 đôi đầu tiên nha. Rồi còn đôi cuối cùng nha mọi người ơi. Chỉ cần mọi người comment số 134 kèm theo số điện thoại địa chỉ nhanh nhất nha. 134 kèm theo số điện thoại địa chỉ nhanh nhất. Với điều kiện mọi người được tặng thì mọi người phải like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Vì plan đợt này cực kỳ đẹp, cực kỳ rẻ luôn. Chỉ có ở trên live mình mới bán với giá 69k nha mọi người. Sợ bạn Mạnh nói cái gì vậy? Bạn nào comment số 134 kèm theo số điện thoại địa chỉ nhanh nhất mình sẽ tặng đôi này cho bạn đó nha. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm luôn nha mọi người ơi. 134 nha. Rồi 134 sẽ cho tặng cho Hồng Anh nha. Rồi mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài cho mình đi mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp cho mọi người, còn rất là nhiều mẫu len đẹp. Bây giờ mình sẽ like tiếp tục bám len nha. Mọi người ơi, mọi người tiếp tục chia sẻ với hội nhóm đi. Ai chia sẻ nhiều sẽ chụp bên màn hình thì được sốt thưởng một đôi vớ à. Đôi vớ à. Rồi, mẫu mình đang mặc nha mọi người ơi. Mẫu mình đang mặc cũng có giá 69k thôi nha mọi người. Duy nhất chỉ ở có miền shop mới bán với giá này thôi nha mọi người. Mẫu này nha mọi người ơi, bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm mình. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi nha mọi người. 69k mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm mình nha. Len cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp. Đúng rồi cô Hồng Anh. Thôi mình lấy bài phải nhanh hơn cũng vui thế. Mẫu này, những cái này chỉ có ở Miu Shop mới bán giá này thôi nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm mình nha. Mẫu này số 5 cực kỳ đẹp. 55kg được lại. 55kg được lại mặc vừa mẫu này nha mọi người ơi. 55kg được lại mặc vừa mẫu này. Chốt số 5 cho Vicky Nguyễn nha. Số 5 vẫn còn nha mọi người ơi. Số 5 vẫn còn. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 5 nha. Mẫu này 55kg được lại mặc vừa nha mọi người. Rồi chốt số 5 cho cô Hồng Anh nha. Số 5 cho Vicky Nguyễn, số 5 cô Hồng Anh. Hết số 5 rồi nha mọi người ơi. Hai á. Mọi người ơi chia sẻ đi được mua với giá 69-39k nha mọi người. Mọi người ơi shop có sĩ cho Ala dịch like. Áo len này nha mọi người nha. Ơi. Cái hình màu rất là xinh. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi, chỉ áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha. Mẫu 69k này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 6 nha. Mẫu này số 6 nha mọi người. Mẫu mình đang mặc là số 6. Chỉ còn mọi người like và chia sẻ bài thôi nha mọi người. Like và chia sẻ bài sẽ mua được với giá cực kỳ rẻ luôn nha. Vải rất là đẹp mọi người ơi, siêu mịn, siêu đẹp. Chỉ có ở Miu Shop thôi. Cái này ở ngoài rất là dễ thương nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu mình
Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Chia sẻ trên trang cá nhân và chia sẻ trong hội nhóm nha. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài là sẽ mua được với giá cực kỳ rẻ nha mọi người. Mẫu em đang mặc nha, mẫu em đang mặc là số 6 nha mọi người. 55kg được lại mặc vừa mẫu này chỉ với giá 69k. Mẫu mình đang mặc chỉ có giá 69k nha mọi người ơi. Cực kỳ rẻ và cực kỳ đẹp luôn. 69k mẫu này nha. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm nha mọi người ơi. Mọi người tương tác với nhau đi mọi người. Mẫu này chỉ với giá 69k thôi mọi người ơi. 69k mẫu này. Mọi người chia sẻ trên trang cá nhân, chia sẻ trong hội nhóm giúp mình nha mọi người. Chỉ còn chia sẻ nhiều trên trang cá nhân hoặc là trên cái hội nhóm mọi người sẽ mua được với giá cực kỳ rẻ. Áo mình đang mặc chỉ có giá 69k thôi. Chỉ có ở đây mới bán giá đó thôi nha mọi người. Còn mọi người có thể tới shop lựa nha, nhưng mà không có giá này đâu nha. Giá mua trên live là 69k. Mình có thể ship hàng cho mọi người tận nhà luôn nha mọi người ơi. Tận mọi miền tổ. Ship hàng trên toàn quốc luôn nha. Ship mình luôn cũng được. Trời mưa gió, các bạn ở nhà chỉ cần bật la lên, chấm vào là có sẽ có. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm em nha mọi người. Rồi bây giờ em sẽ lao lên 39k cho mọi người nha. Em sẽ like mẫu áo này 39k cho mọi người được chọn nha. Chia sẻ cho em đi mọi người ơi, chia sẻ vào các hội nhóm cho em với nha. Chia sẻ được mua với giá 39k. Rồi áo mình đang mặc chỉ có giá 39k thôi mọi người ơi. Cực kỳ đẹp. Bạn nào lấy mẫu này chút số 1 giùm mình. Mẫu mình đang mặc số 1 nha mọi người. Chỉ với giá 39k mẫu này thôi nha. 39k mẫu mình đang mặc là số 1 nha. Bạn nào lấy mẫu này chút số 1 giùm mình. 55kg lại một vừa mẫu này. Áo này chỉ với giá 39k thôi. Len gân cực kỳ đẹp nha mọi người. Len gân cực kỳ đẹp. Nó bị một chấm mực thôi mà có thể giặt ra không sao hết. Để xuất hình lên. Đây nha mọi người ơi. Mực bút bi thôi nha. Có thể giặt ra nha mọi người. Áo này chỉ có giá 69k thôi mọi người. 39k. Áo mình đang mặc chỉ có giá 39k thôi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình. Cứ mua hàng là mạng của cô Hồng Anh lại. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 nha mọi người. Mẫu này chỉ có giá 39k thôi. Lên gân cực kỳ đẹp nha. Mẫu mình đang mặc cực kỳ đẹp nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm em. Mẫu này số 1. Cô Hồng Anh chia sẻ nhiều lên nó mới tương tác. Mọi người ơi, mình tương tác để mình thấy nhau nha mọi người ơi. Mẫu mình đang mặc giá 39k. Số 1 nha mọi người ơi, 55kg là mặc vừa. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài thôi là sẽ mua với giá cực kỳ rẻ cho mọi người. Len cực kỳ đẹp. Chỉ có ở đây mới bán với giá này thôi nha. Ship cho mọi người tận nhà luôn, tận miền Tổ quốc luôn. Mẫu này nha mọi người ơi, mẫu này là số 1 nha. Mẫu này là số 1 cực kỳ đẹp, chỉ có 39k thôi. Mọi người ơi, mọi người tương tác, chia sẻ vào hội nhóm nha. Ai chia sẻ nhiều, chụp hình inbox số sẽ tặng được tặng vớ. Còn rất là nhiều nét đẹp nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu nét đẹp, chỉ cần mọi người like chia sẻ like cho mình thôi là sẽ mua với giá cực kỳ rẻ cho mọi người. Ai đang xem trên một chấm nha mọi người ơi. Sao không thấy ai tương tác hết vậy? Mọi người ơi, mình tương tác để mình thấy nhau nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mọi người. Rồi mẫu mình đang mặc chỉ có giá 39k thôi nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 cho mình nha. Mẫu mình đang mặc chỉ có giá 39k thôi nha mọi người ơi. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha. Mẫu này chỉ có giá 39k thôi. Mẫu số 2 nha mọi người. 39k nha. Rồi chốt số 2 cho Linh Chi nha. 39k cực kỳ đẹp bạn ơi. Dạ đúng rồi cô Hồng Anh ơi. 39k. Chỉ còn mọi người lao và chia sẻ bài thôi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ lao lên 39k cho mọi người chọn nha. Mọi người ơi chia sẻ để có mua với giá 39k nha mọi người. Chốt số 2 cho Linh, cho Vicky Nguyễn.
Rồi có luôn nha Lê Linh Chi ơi, có luôn nha bạn ơi. Rồi mẫu mình đang mặc thì có giá 39k thôi nha mọi người. Cực kỳ dễ thương luôn nè mọi người ơi. Áo này rất là xinh. Mẫu này là số 3 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm mình nha mọi người, chỉ có giá 39k. Kéo lên. Không dễ thôi. Có thể mặc được 2 được luôn nha cô Hồng Anh. Đây nè cô Hồng Anh ơi. Chốt số 2 cho Liên Hoàng. Bạn rồi chốt số 3 cho Linh Chi nha. Số 3 vẫn còn nha mọi người ơi. Số 3 mình vẫn còn nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm mình nha mọi người, chỉ có giá 39k, cực kỳ đẹp luôn. Mẫu mình đang mặc rất là đẹp. Đẹp á cô Hồng Anh ơi. Rồi số 3 vẫn còn nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm mình nha. Mẫu này 55kg rồi lại mặc vừa nha mọi người. 55kg rồi lại mặc vừa, mẫu này số 3 vẫn còn nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 3 chỉ có 39k thôi nè. Len cực kỳ đẹp luôn nè mọi người ơi. Đây mọi người. Len rất là dày dặn nha. Dày dặn lắm mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3. Mẫu này số 3 nha mọi người, số 3 vẫn còn nha. Chỉ có 39k thôi mọi người, cực kỳ đẹp nè. Chốt rồi, cho số 3 cho Linh Chi nghỉ. Rồi số 3 em vẫn còn nha mọi người. Kéo mạnh thêm chút nữa là cực đẹp luôn. Để tí cái mẫu sau là bạn mẫu bạn kéo mạnh xíu nha cô. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm em đi mọi người. Rồi một cái. Rồi mẫu em đang mặc nha mọi người. Mẫu mình đang mặc cái giá 69k nha. Mẫu này là ống tay lê nha mọi người. Mặc với chân cam, chân váy cực kỳ sang mẫu này nha mọi người ơi. Cực kỳ sang nha. Màu này cũng cực kỳ đẹp nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 5 giùm em nha. Mẫu em đang mặc là số 5. 57kg là mặc cũng mặc 10 nha mọi người ơi. Mẫu này lên mặc với chân váy cực kỳ đẹp. Quần bao nhiêu chị? Quần là 178 nha Vân Phan ơi, đúng không? Quần là 178 có bán luôn nha. Lấy số nhiều mẫu đẹp lắm. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 5 giùm mình. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi. Chỉ còn mọi người like và chia sẻ bài giùm mình. Like và chia sẻ bài sẽ mua được với giá cực kỳ rẻ nè. Đây nè mọi người ơi, len cực kỳ dày dặn nha mọi người. Rồi chốt số 5 cho Hồng Anh nha. Số 5 vẫn còn nha mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu đẹp đẹp cho mọi người. Chia sẻ bài để được mua với giá 3969k nha mọi người ơi. Hôm nay rất là nhiều mẫu đẹp cho mọi người. Chỉ còn mọi người chia sẻ bài giùm mình thôi. Rồi mẫu mình đang mặc nha. Mẫu mình đang mặc mọi người có thể mặc được 2 kiểu cho mọi người. Có thể mặc như thế này hoặc là đóng thùng vô rất là dễ thương nha. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 giùm mình. Mẫu mình đang mặc là số 10. Đây nha mọi người. Cực kỳ dễ thương. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 10 giùm mình nha. Mẫu này từ 55kg rồi lại mặc vừa nha mọi người. Mẫu số 10 này rất là đẹp nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 10 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này 55kg rồi lại mặc vừa. Cực kỳ dễ thương luôn nha mọi người ơi. Rất là đẹp. Đây nha. Có mua sỉ hàng là inbox nha, inbox trên link cho shop nha. Chỉ có mua trên live với có giá này thôi nha mọi người. Còn mọi người mua, tới shop là không có giá 69k đâu nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 10 giùm mình nha mọi người. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một cấm để tương tác nha mọi người ơi. Mọi người ơi chia sẻ bài giùm em mọi người ơi. Em phải like hết đống này rồi em mới được nghỉ. Low battery. Rồi ok mọi người. Bây giờ mình sẽ làm áo khoác cho mọi người nha.
Mọi người ơi, bây giờ mẫu đang like xen kẽ nha. Mọi người cứ coi, còn nhiều hàng đẹp lắm. Bây giờ em sẽ lại áp phát cho mọi người lựa chọn nha mọi người ơi. Mọi người chia sẻ bài giùm em nha. Trong thời gian chờ đợi, mọi người like sẽ chia sẻ bài giùm mình với nha mọi người ơi. No battery, please charge. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Áo khoác này nha mọi người. Mẫu này, bạn nào thích mẫu này chốt số 1 giùm em. Mẫu này 60kg đồ lại mặc vừa nha. Toàn bộ là hàng mới nha mọi người. Hàng là hàng len Quảng Châu nha mọi người. Là hàng len Quảng Châu, hàng mới nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 1 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này là số 1, cực kỳ đẹp luôn nha. Mẫu này rất là xinh. Mọi người ơi, chia sẻ để mua với giá thấp nhất nha mọi người. Nguyệt Trương, rồi chốt số 1 cho Nguyệt Trương nha. Nguyệt Trương ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ nha chị ơi. Rồi mẫu này nha mọi người. Mẫu này là áo khoác này. Rồi chốt số 1 cho Vicky Nguyễn luôn nha. Mẫu mình đang mặc là số 2 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 cho mình. Cái này là len mỏng nha mọi người. Lên ơi, ghi áo khoác giùm em lên ơi. Lên ơi, ghi áo khoác giùm em với. Rồi mẫu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 2, 60kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha mọi người. Len này cực kỳ dễ thương nha, mặc đi biển hay mặc nguyên áo dây rồi cũng rất là đẹp. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 2 nha mọi người. Mẫu mình đang mặc số 2 nha. Mẫu này số 2 nha mọi người ơi. Nguyệt Trương ơi, cho em xin địa chỉ luôn nha chị ơi. No battery, please charge. Cô Hồng Anh ơi, mẫu này cũng đẹp nè cô ơi. Màu hồng nhạt, màu hồng phấn này cũng đẹp nè. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm em nha. Lên ơi, ghi áo khoác giùm nha. Áo khoác bao nhiêu chị ơi? Mẫu này nha mọi người. Áo khoác bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình. Màu này là màu hồng phấn nha mọi người. Màu này cực kỳ đẹp nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm em. Mẫu này số 2. Rồi cảm ơn cô Hồng Anh. Mọi người ơi, bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm em nha. Áo khoác mỏng nha mọi người ơi. Áo khoác mỏng nha. Cực kỳ đẹp nha mọi người. Cực kỳ xinh mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 2 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 2, 60kg rồi lại mặc vừa mẫu này. Chi chốt 2 cho Lê Linh Chi nha. Rồi số 2 vẫn còn nha mọi người ơi. Số 2 vẫn còn mọi người ơi. Mọi người chia sẻ này giùm em nha. Còn rất là nhiều áo len đẹp nha mọi người. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài cho mình nha mọi người. Còn rất là nhiều đồ đẹp nha. Còn rất là nhiều áo len, đầm len cũng rất là đẹp cho mọi người. Mọi người ơi, chia sẻ bài cho mình nha mọi người. Chị ơi, rồi, mẫu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chút số 3 nha. Mẫu em đang mặc là số 3 nha mọi người ơi. Là khoác mỏng nha. No battery, please charge. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3,
Mẫu này số 3 nha mọi người ơi, mẫu này số 3 cực kỳ dễ thương nha mọi người. Mẫu số 3, rồi chốt số 3 cho Hồng Anh nha. Số 3 vẫn còn nha mọi người ơi, số 3 em vẫn còn nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 cho mình nha mọi người. Số 3 nha mọi người. Áo này chỉ có giá 69k thôi mọi người ơi. Áo khoác này có giá 69k thôi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 cho mình. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 cho mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 3 cực kỳ xinh luôn, chỉ có giá 69k mẫu này thôi nha mọi người. 69k mẫu này nha. Không có màu đen nha Hồng Anh. Rồi màu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 cho mình nha. Mẫu này số 3 nha. Chỉ có giá 69k mẫu này thôi nha mọi người. 69k kiểu này cực kỳ dễ thương luôn. Số 3 vẫn còn nhiều lắm mọi người, chốt nha, cứ chốt nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 3 cho mình nha. Mẫu này số 3 nha mọi người ơi. Số 3 chỉ có giá 69k thôi. Cực kỳ đẹp nha mọi người, cực kỳ đẹp và cực kỳ rẻ, chỉ có giá 69k thôi. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 3 cho mình nha mọi người. Mẫu số 3 này vẫn còn nha mọi người ơi. Bạn nào thích mẫu này thì chụp màn hình gửi cho mình nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài cho mình nha mọi người. La và chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều đồ đen đẹp nha. Low battery. Mọi người chia sẻ vào hội nhóm nha, để có. Rồi có giá áo lên màu hồng này nữa nha mọi người. Áo này mọi người có thể mặc được hai kiểu nha. Áo mình đang mặc mọi người có thể mặc được hai kiểu. Có thể mặc bỏ ra ngoài nha, vì nó là sẽ tà nha mọi người. Rồi chốt cho ba cho biết người kia nguyện rồi nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Chia sẻ bài để mua với giá 69k cực kỳ rẻ nha mọi người ơi. Bạn nào đây con lên chim trên xin một chấm nha. Rồi áo len em đang mặc nha mọi người ơi. Áo này chỉ có giá 69k, len cực kỳ dài dặn. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 20 giùm em. Mẫu em đang mặc là 20 nha mọi người ơi, chỉ có giá 69k thôi. 55k đồ làm mặc vừa mẫu này nha mọi người. 55k đồ làm mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 20 nha mọi người ơi. Màu này là màu hồng phấn nha. Màu này cực kỳ ở ngoài rất là dễ thương màu này. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Chia sẻ để mua với giá cực kỳ rẻ nha. Rồi chốt 20 cho Nguyệt Trương nha. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm mình mọi người ơi. Còn rất là nhiều len đẹp cho mọi người. Rồi chốt 20 cho Liên Hoàng nữa nha. Chốt 20 cho Nguyệt Trương và Lương Liên Hoàng nha. Rồi áo mình đang mặc nha mọi người. Mọi người cũng có thể mặc được hai kiểu nha. Hai kiểu nha. Nguyệt Trương ơi, cho thông tin cho shop nha. Đây nha mọi người. Đây nha, có thể mặc mặc không đóng thùng hoặc là mặc đóng thùng nha mọi người. Cái này mặc đóng thùng cực kỳ đẹp nha mọi người ơi. Viết đâu Nguyệt ơi. Mẫu này là số 25. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt 25 giùm mình chỉ với giá 69k thôi. Mẫu đang mặc 69k nha mọi người ơi. Đây, cực kỳ dễ thương luôn. Mọi người chỉ cần like và chia sẻ bài giùm mình thôi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 25 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này 25. Mẫu 25 này cực kỳ xinh nha mọi người. Chỉ có giá 69k thôi. Áo len mỏng này nha mọi người ơi. Chỉ có giá 69k, chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài thôi nha mọi người. Mẫu mình đang mặc là số 25 nha mọi người ơi. 25 mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 25. 55k được làm bằng vừa mỏng này nha mọi người. 55k được làm bằng vừa mỏng này. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 25 giùm em nha. Nguyệt Trương ơi, cho mình địa chỉ với điện thoại đi nha. Bạn nào đặt hàng với mình cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha mấy bạn ơi. Mẫu này nha mọi người, mẫu này là 25 nha. 25 mẫu này nha mọi người, cực kỳ xinh luôn nha. Mẫu này rất là đẹp. Bạn nào lấy mẫu này chốt 25 giùm mình nha mọi người. Chưa có đơn không? Đây nha mọi người ơi. Chị Nguyệt Trương ơi, cho em xin địa chỉ luôn. Cho em xin địa chỉ luôn chị ơi, chị mới cho em số điện thoại thôi. Rồi 25 em vẫn chốt cho Hồng Anh. 25 chốt cho Hồng Anh nha. Vẫn còn 25. Vẫn còn 25 nha mọi người ơi. Vẫn còn 25 nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Rồi mẫu mình đang mặc nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt 26 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này 26. Low battery, please charge.
Mẫu này nha mọi người, mẫu này chỉ giá 69k thôi. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha. Chỉ cần mọi người chia sẻ bài là sẽ mua với giá cực kỳ rẻ nha mọi người ơi. Mẫu em đang mặc là 26. Len cực kỳ dày dặn nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt 26 giùm mình nha mọi người ơi. 26 mẫu này chỉ có giá 69k mẫu này thôi mọi người. 55kg rồi lại mặc vừa nha. Cực kỳ đẹp nha mọi người. Toàn bộ ở đây là hàng len Quảng Châu, hàng mới nha mọi người ơi, hàng mới nha. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài giùm mình thôi nha mọi người ơi. Mẫu này là 26. Mẫu này cực kỳ dễ thương nha. Bạn nào lấy mẫu mà đeo mặt chốt 26 giùm mình nha mọi người, chỉ có giá 69k mẫu này thôi. 69k mẫu em đang mặc cực kỳ đẹp nè mọi người. Len rất là đẹp. Len đẹp lắm luôn nha mọi người ơi. Len đẹp lắm nha. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài giùm em thôi nha mọi người. Áo này chỉ có giá 69k. Bạn nào lấy mẫu em đang mặc chốt 25 giùm em. 25 nha mọi người. 55kg rồi là mặc vừa mẫu này. Cực kỳ xinh. Cực kỳ rẻ luôn nha mọi người. Cực kỳ xinh và cực kỳ rẻ. Đẹp lắm luôn nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu em đang mặc chốt 25 nha. Bạn nào thích mẫu này chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu đen đẹp cho mọi người. Còn mọi người chia sẻ bài giùm em thôi nha. Chia sẻ bài sẽ mua được với giá rất là rẻ cho mọi người ơi. Rồi một cái Barbie doll này nha. Đây nha mọi người. Mặc quần sò cực kỳ dễ thương nè. Đây. Lên đây nha mọi người. Lên Barbie doll nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 30 giùm em nha mọi người ơi. Mẫu mình đang mặc là 30 nha. Rất là đẹp nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu em đang mặc chốt 30 nha. Là Barbie doll nha mọi người ơi. Barbie doll nha. Chỉ có giá 69k thôi. Chỉ cần mọi người chia sẻ bài là sẽ mua được với giá 69k. Mẫu này ở ngoài cực kỳ đẹp nha. Cực kỳ đẹp nha mọi người. Len rất là mịn luôn. Không nha bạn ơi, Barbie doll này chỉ có một màu này thôi nha Lê Linh Chi ơi. Áo này ở ngoài đẹp lắm nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 30 nha mọi người ơi. Áo này 30. Chỉ có giá 69k mẫu này thôi nha mọi người. 69k mẫu này cực kỳ dễ thương nè. Barbie doll này nha. Rất là đẹp mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 30 giùm em nha. Chỉ có giá 69k thôi, rẻ lắm mọi người. Len mịn lắm, len cực kỳ mịn luôn. Bạn nào lấy mẫu này chốt 30 giùm mình nha. Mẫu mình đang mặc là 30 nha mọi người ơi, cực kỳ xinh nha. Mẫu mình đang mặc là 30, chỉ có giá 69k thôi nha mọi người. Có theo, có hình con ong ở bên cạnh nè. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 30 giùm em, chỉ có giá 69k thôi. Áo Barbie doll này cực kỳ đẹp nha mọi người, ở ngoài đẹp lắm. Ai muốn mua sỉ inbox cho shop nha. Đây nha mọi người ơi, cái này rất là đẹp nha. Chỉ giá 69k thôi, len cực kỳ mịn luôn nha mọi người. Chỉ mua với giá 69k ở trên live nha mọi người ơi. Còn tới shop là sẽ có không có giá này đâu nha. Mua trên live mới có giá này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 30 giùm em nha. Mẫu mình đang mặc là 30 nha mọi người ơi. Mẫu đang mặc là 30. Rồi chốt 30 cho Vicky Nguyễn. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Còn rất là nhiều len đẹp nha mọi người ơi. Chỉ còn mọi người like và chia sẻ bài giùm mình thôi nha. Rồi áo Gucci này nha mọi người. Màu hồng nha. Màu này là màu hồng phấn nha mọi người. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình. Mẫu này số 1 nha mọi người ơi. Áo Gucci này nha. Màu này cực kỳ dễ thương nè mọi người. Chỉ có giá 69k thôi mọi người ơi. 69k áo này thì cực kỳ rẻ cho mọi người. Mình chỉ bán trên live với giá 69k thôi nha. Mẫu này cực kỳ dễ thương nha mọi người ơi. Rất là đẹp mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình. Mẫu Gucci màu hồng này số 1 nha mọi người ơi. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm em. Mẫu số 1 này cực kỳ dễ thương nha mọi người. Gucci nha mọi người ơi. Shop số 1 cho Liên Nguyễn nha. Liên Hoàng nha. Rồi chốt số 1 cho Liên Hoàng nha. Số 1 mình vẫn còn nha mọi người ơi. Số 1 em vẫn còn nha. Bán trên shop là 99 lần như bán trên live. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm em mọi người ơi. Còn rất là nhiều len đẹp nha. Vô like comment là được mua số 9 nha em. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha. Ý là nhiều mẫu đẹp là em đẹp không mà. Chỉ cần mọi người chia sẻ bài giùm mình thôi nha mọi người. Rồi mẫu len mình đang mặc nha mọi người ơi. Mẫu này cũng cực kỳ đẹp nè mọi người.
Bạn nào lấy mẫu này? Low battery, please charge. Thử lên em. Không có, màu đen. Từ từ để cho coi, đợi cô Hồng Anh ơi. Rồi, mẫu mình đang mặc là số 2 nha mọi người ơi. Mẫu này cũng từ 55kg lại mặc cười nha. Mẫu này nha mọi người, 55kg là mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 2 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu mình đang mặc là số 2. Hồng Anh ơi, số 1 hết rồi, em lấy màu khác nha. Mẫu này số 2 nha mọi người ơi. Mẫu mình đang mặc là số 2 nha. Rồi, chốt rồi, số 2 cho lên. Chốt lên. Số 2 cho lên em chi nha. Mọi người ơi, còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Số 2 còn không kìa? Số Hồng Anh số 2 rồi kìa. Số 2 hết rồi. Mẫu số 2 hết rồi nha Hồng Anh ơi. Cover off. Điệp ơi, có cái gì để sạc cái loa không Điệp? Có cái gì để sạc cái loa không? Cái sạc của cô nhé. Cái đó thì dễ thương quá. Rồi, mẫu mình đang mặc nha mọi người ơi. Mẫu mình đang mặc là số 3 nha mọi người. Mở không? Mẫu này nè, bên của cô dưới đó. Đây có thể mặc cái như này nha. Cái đây nha mọi người ơi, có thể cổ, có thể bẻ chữ V nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm em nha mọi người. Mẫu mình đang mặc chỉ có giá 69k thôi. Mẫu mình đang mặc 69k mẫu này. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 3 nha mọi người. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha mọi người ơi. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu mình đang mặc là số 3. Cổ cực kỳ đẹp nè mọi người. Mẫu này nha mọi người ơi. Mẫu này em đang mặc cũng đẹp lắm nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 3 giùm em nha. Mẫu này số 3. Chỉ có giá 69k thôi nha. Linh Nguyễn. Miêu shop đó gì. 69k mẫu em đang mặc nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp nha mọi người. Len cực kỳ dày dặn nha. Điệp bát nha chị. Mẫu em đang mặc nha mọi người ơi. Mẫu em đang mặc chỉ có giá 69k thôi. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt 69 giùm à, chốt số 3 giùm mình nha mọi người. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm mình. Quần mẫu đang mặc không có dễ nha Hồng Anh ơi. Ủa? Cái này sao cắm? Xử lý cái này. Mẫu mình đang mặc là số 3 nha mọi người ơi. Chỉ có giá 69k mẫu này nha. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm em nha mọi người. 69k mẫu mình đang mặc nha mọi người. Cực kỳ đẹp nha. Rất là đẹp cho mọi người. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha. Cổ chữ V nha mọi người. Có thể mọi người có thể kéo lên hoặc mặc như thế này nha. Cổ tròn nha. Đây là gì? Linh Nguyễn hả? Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 cho mình nha mọi người. Mẫu số 3 này cực kỳ đẹp nè mọi người ơi. Mẫu này đẹp lắm nha. Cô thử luôn. Cô thử luôn. Mọi người ơi, chia sẻ bài cho mình nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều len đẹp nha. Quần mẫu đang mặc 178 nha nha. Đây, áo này nha mọi người. Áo này mọi người có thể mặc được 2 kiểu nha. Rồi, chú số 3 cho Hồng Anh nha. Rồi, mẫu này mình mọi người có thể mặc được 2 kiểu cho mọi người. Cái này, cái này nó sẽ tà cho mọi người. Sẽ tà đằng trước mặt của quần sọt cực kỳ dễ thương nè. Áo này chỉ có giá 69k thôi nha mọi người. 69k mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 5 giùm mình nha mọi người. Mẫu mình đang mặc là số 5 nha. Rồi, chốt số 3 cho Hồng Anh nha. Mẫu mình đang mặc là số 5 nha mọi người ơi. Số 5 nha. Chỉ có giá 69k mẫu này nha mọi người ơi. Mọi người chỉ mua được 69k trên like thôi nha mọi người. Mẫu mình đang mặc là số 4. Hả? À, số 5. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 5 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này đẹp lắm nha. Ồ, đẹp lắm. Mẫu này nha mọi người. Mẫu này là số 5 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm mình. Chỉ có giá 69k thôi nha mọi người ơi. Quần anh mặc có bao dạng không? Không, không, nói rồi. Áo này nha mọi người. Áo này mặc cái quần sọt cực kỳ dễ thương nè. Sẽ tà nha. Sẽ tà nha mọi người ơi. Sẽ tà nha. Chỉ có giá 69k áo này thôi nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 5 nha. Mẫu mình đang mặc số 5. Đấy này nha. Vừa luôn nha Nguyên Đỗ ơi. Vừa luôn nha
bạn ơi, 42kg vừa luôn. Mẫu này nha mọi người. Mẫu này nha mọi người. Mẫu này là số 5 nha. Mẫu này là số 5 nha mọi người. Chỉ có giá 69k áo này thôi nha mọi người ơi. 69k áo này cực kỳ rẻ. Mẫu này số 5 nha mọi người. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Mẫu này là số 5. Chỉ có giá 69k thôi mọi người ơi. 55kg rồi là mặc vừa nha. Mẫu này nha mọi người. Mẫu em đang mặc nha. Bạn nào thích mẫu này thì chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người ơi. 42kg vừa nguyên độ ơi. Rồi cái này nha mọi người ơi, mẫu em đang mặc nha, cũng rất là dễ thương nè. Chỉ có giá 69k thôi. 69k mẫu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5, chốt số 6 giùm mình nha mọi người. Mấy nhỏ ơi, cái hàng này bán trên la nha, còn bán trong con số là 99k lận. Đây nha mọi người ơi, bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm mình nha mọi người. Cái màu hồng này cực kỳ dễ thương nè. Cái màu hồng này rất là đẹp nè, len cực kỳ dài dặn luôn nha mọi người. Đây nha. Chỉ có giá 69k thôi nha mọi người. Áp dụng cho mọi người chia sẻ bài của mình nha. Chia sẻ livestream của mình nha mọi người ơi. Mẫu mình đang mặc là số 6. Mọi người ơi, bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm nha. Mình tương tác để mình thấy nhau nha mọi người. Mẫu này là số 6 cực kỳ đẹp nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm mình. Mẫu này số 6 nha mọi người ơi. 55kg đồ lại mặc vừa mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm mình. Mẫu số 6 này ở ngoài cực kỳ đẹp. Mẫu số 6 này nha. Mọi người ơi chia sẻ nha, để có tương tác để ẩn comment nha. Mẫu này cực kỳ dễ thương nè mọi người. Mọi người ơi chia sẻ bài giùm em nha. Áo này chỉ có giá 69k thì cực kỳ rẻ luôn á mọi người. Đây nè, len rất là dày dặn luôn nha mọi người. Mọi người ơi chỉ cần mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Chia sẻ bài sẽ mua được với giá 69k cực kỳ rẻ nha. Cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Mẫu này là số 6, 55kg đồ lại mặc vừa. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm mình. Chỉ có giá 69k thôi. 69k mẫu mình đang mặc nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp nha. Mẫu này 69k thôi nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm mình nha. Mẫu số 6 này nha. Mọi người chia sẻ bài giùm em nha. Vì còn rất là nhiều đồ đẹp nha mọi người. Rất là nhiều đồ đẹp nha. Chỉ còn mọi người chia sẻ bài giùm mình thôi nha mọi người ơi. Rồi mẫu mình đang mặc này nha mọi người là của Ba Phong nha. Mọi người có thể mặc hai kiểu nha. Có thể mặc hai kiểu nha. Đóng thùng cực kỳ đẹp nha mọi người. Áo mình đang mặc này, áo này ở ngoài cực kỳ đẹp luôn. Áo này là của Ba Phong. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 giùm mình với nha mọi người ơi. Mẫu này 55kg rồi lại mặc vừa. Mẫu này cực kỳ dễ thương luôn nè. Mẫu này rất là đẹp nha mọi người. Len rất là đẹp. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 7 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu mình đang mặc là số 7 nha. 55kg rồi lại mặc vừa. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi. 69k với điều kiện mọi người phải like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Đây nha, cổ Ba Phân nha mọi người. Chỉ cần mọi người chia sẻ bài giùm mình thôi nha. Like và chia sẻ bài sẽ mua được với giá cực kỳ rẻ mà cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Áo này 55kg rồi lại mặc vừa nha mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm em đi mọi người ơi. Mẫu này chỉ có giá là 6. Mới có 10 cái thôi cô anh ơi, chốt thêm đi, chưa đủ 18 mà. Đây nha mọi người, mẫu em đang mặc cực kỳ đẹp nè. Giá 69k rất là rẻ. Cực bé kỳ ơi, áo đó bán trên like là 1 69 chứ bán ngoài 99 nha bé. Đây mà cô đó like được đúng không? Ờ, chia sẻ được. Cứ like chia sẻ với bé. Mọi người ơi, áo này đẹp lắm nè mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 giùm mình đi mọi người ơi. Mẫu này 55kg rồi lại mặc vừa.
Mẫu này là số 7 nha mọi người ơi. Mẫu này là số 7. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài cho mình nha mọi người. Rồi bây giờ em sẽ em sẽ tặng vớ cho mọi người tiếp nha. Bây giờ mọi người ơi, bây giờ em sẽ tặng vớ cho mọi người nha. 5 đôi vớ tiếp theo sẽ mình sẽ tặng 5 đôi vớ tiếp theo nha mọi người. Mình sẽ tặng 5 đôi bất kỳ cho 5 bạn nào nhanh tay nhất nha. Mọi người ơi, mọi người lưu ý giùm mình. Được tặng vớ mọi người phải chia sẻ bài vào nhóm nha. Chia sẻ bài vào nhóm và chụp hình gửi lại cho mình nha mọi người. Mình sẽ kiểm tra inbox của mọi người nha. Kiểm tra tin nhắn của mọi người, nếu có mình mới tặng nha. Rồi, đôi vớ đầu tiên nha mọi người. Đôi vớ đầu tiên nha. Mình sẽ tặng cho bạn nào nhanh nhất nha. Comment nhanh nhất là sẽ được tặng vớ. Mọi người ơi, trong thời gian mình sẽ cho mọi người 1 phút nha. Trong thời gian này mọi người chia sẻ bài cho mình nha. Chia sẻ vào hội nhóm nha. Sẽ tặng bất kỳ bạn nào nhanh tay nhất nha mọi người. Bạn nào nhanh tay nhất mình sẽ tặng cái vớ này nha. Bạn nào comment 86 Bùi Chuyển Lan Bill Shop kèm theo số điện thoại địa chỉ nhanh nhất mình sẽ tặng cái này nha. 86 Bùi Chuyển Lan Bill Shop kèm theo số điện thoại địa chỉ nha mọi người. Mình sẽ tặng cái vớ này cho bạn đó nha. Bạn nào nhanh tay nhất là sẽ được tặng nha mọi người. Mọi người ơi, mọi người đang coi livestream cho mình xin một chấm nha mọi người. Mình tương tác để mình thấy nhau nha mọi người ơi. Bạn nào comment số 86 Bùi Chuyển Lan Bill Shop kèm theo số điện thoại địa chỉ nhanh nhất mình sẽ tặng cái đôi vớ này cho bạn đó nha. Mẫu này nha. Vớ lụa, đôi vớ này nha. Rồi tặng một đôi cho Lê Linh Chi nha. Rồi một đôi thứ hai nha mọi người. Mình sẽ tặng bất kỳ cho bạn nào nhanh tay nhất, comment nhanh nhất mình sẽ tặng cho bạn đó. Cực kỳ đẹp luôn. Chị chia sẻ. Mọi người ơi, chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài thôi nha. Like và chia sẻ bài sẽ mua được với giá cực kỳ rẻ mà cực áo cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Rồi đôi tiếp theo, đôi thứ hai nha mọi người ơi. Mẫu đôi mình sẽ tặng tiếp đôi thứ hai cho bạn nào comment số 789 kèm theo số điện thoại địa chỉ nha. Số 789 kèm theo số điện thoại địa chỉ nhanh nhất nha mọi người ơi, mình sẽ tặng đôi này nha. 789 kèm theo số điện thoại nhanh nhất mình sẽ tặng cho bạn nào bất kỳ nha. Mọi người phải chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Mọi người ơi, mình kiểm tra thấy không ai chia sẻ vào nhóm hết nha mọi người ơi. Mình không thấy bạn nào chia sẻ hết nha mọi người. Mọi người chia sẻ chụp lại màn hình gửi lại cho mình nha mọi người ơi. Mình sẽ tặng đôi này. Rồi tặng đôi này cho Liên Hoàng nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Chia sẻ vào trên trang cá nhân và hội nhóm nha. Mọi người chia sẻ bài xong chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người. Mình sẽ kiểm tra nha. Bạn nào có mình mới tặng nha. Còn không có mình sẽ không tặng nha. Rồi đôi này nha mọi người ơi. Một đôi tiếp theo nha. Bạn nào comment số 111 kèm theo số điện thoại địa chỉ nhanh nhất mình sẽ tặng đôi này nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài nha mọi người. Chia sẻ bài trong hội nhóm nha. Bạn nào comment số 111 kèm theo số điện thoại địa chỉ nhanh nhất mình sẽ tặng đôi này. Bạn nào nhanh tay nhất là sẽ được tặng đôi này nha mọi người ơi. Chỉ cần comment 111 kèm theo số điện thoại địa chỉ thôi nha mọi người. Đôi này, đôi vớ này cực kỳ đẹp nè. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài cho mình nha mọi người ơi. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm nha. Mọi người ơi, mình tương tác để mình thấy nhau đi mọi người ơi. Còn rất là nhiều đồ đẹp nha mọi người. Bạn nào có mình số 111 kèm theo số điện thoại địa chỉ nhanh nhất mình sẽ tặng đôi này nha mọi người. Mình chưa thấy bạn nào hết nha. 111 kèm theo số điện thoại địa chỉ nha mọi người ơi. Mình sẽ tặng đôi vớ này cho bạn đó nha. Cực kỳ đẹp nha mọi người. Được mua hàng rẻ lại được tặng đồ nữa nha mọi người ơi. Lại được tặng vớ nữa nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Rồi tặng cho Hồng Anh nha. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm luôn nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc thì chốt số 7 nha. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu đẹp nha mọi người. Chỉ còn mọi người chia sẻ bài giùm mình thôi nha. Chia sẻ bài để mua với giá cực kỳ rẻ nha mọi người. Rồi một cái áo len nhũ này nữa nha mọi người ơi.
chỉ có giá 69k thôi. Mọi người chia sẻ bài giùm mình. Mẫu này cũng từ 55k được lại mặc vừa cho mọi người. 55k được lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 10 nha mọi người ơi. Mẫu này số 10. Mẫu này số 10 nha mọi người, là len nhũ nha mọi người ơi. Len nhũ nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 giùm mình nha. Đây nha mọi người ơi. Len cực kỳ đẹp nha mọi người. Vải cực kỳ đẹp. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 giùm em. Mẫu mình đang mặc là số 10 nha mọi người. Mẫu này rất là đẹp. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 10 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 10 chỉ với giá 69k thôi. 69k áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha mọi người ơi. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài của mình nha. Với có giá 69k nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 10 giùm em nha mọi người ơi. Mẫu này số 10, 55k rồi lại mặc vừa mẫu này nha mọi người ơi. Chỉ với giá 69k thôi. 69k mẫu này cực kỳ đẹp nha mọi người. Vẫn còn nha cô Hồng Anh ơi, hồi nãy chốt cho cô rồi nha. Mẫu này số 10 nha mọi người ơi. Mẫu này số 10. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 giùm mình. 69k cực kỳ rẻ nha mọi người. Cực kỳ rẻ mà cũng cực kỳ đẹp luôn nha. Hồng Anh ơi, nãy chốt màu khác dùm 5 màu lận. Hồi nãy cô chốt kiểu khác á cô Hồng Anh ơi. Mẫu này nha mọi người. Màu đó luôn. Màu khác lại. Mẫu này là số 10 nha mọi người ơi. Mẫu em đang mặc là số 10 nha. Chỉ có giá 69k áo này thôi nha mọi người. 69k cực kỳ rẻ nha mọi người. Ai thích mẫu đó chụp màn hình nha. Inbox xong như sớm nha. Mọi người ơi chia sẻ bài giùm mình mọi người ơi. Đen cực kỳ đẹp. Rồi mẫu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 11 giùm mình. Mẫu này chỉ có giá 69k. 69k mẫu này nha mọi người ơi. Đây cực kỳ đẹp nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 11 giùm mình nha. Mẫu số 11. Đây nha mọi người ơi. Số 11 này cực kỳ đẹp nha mọi người. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài giùm em thôi nha. Mẫu 11 này nha mọi người ơi. Mẫu 11 này cực kỳ đẹp nha mọi người. Chỉ có giá là 69k thôi. 69k áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha. Like và chia sẻ bài mới có giá 69k nha mọi người. Mẫu này là số 1 nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chút số 1 giùm mình nha. Cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Cực kỳ đẹp mà rất là rẻ luôn nha. Mẫu số 1 này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chút số 1 giùm em nha. Mẫu này màu ở ngoài rất là đẹp đó mọi người. Dễ thương lắm. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 11 giùm em. Chỉ có giá là 69k nha mọi người ơi. 69k cái này cực kỳ rẻ nè mọi người. Cực kỳ rẻ mà cực kỳ đẹp luôn nha. Mẫu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 11 giùm mình nha. Bạn nào thích mẫu này thì chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Chia sẻ bài giùm em nha. Rồi một cái áo màu này cũng cực kỳ đẹp nè mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 12 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu số 12 này cũng từ 55k rồi lại mặc vừa nè. Đây nha mọi người, len này nha. Vải cực kỳ dày dặn nha mọi người. Cái màu này ở ngoài rất là dễ thương. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 12 giùm em. Hồng Anh ơi, cái này chốt cho Mina được nè, đẹp lắm. Mẫu này là 12 nha mọi người ơi. Mẫu mình đang mặc là 12. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 12 giùm mình. Chỉ có giá 69k mẫu này thôi. 69k mẫu mình đang mặc cực kỳ đẹp nha mọi người. Cực kỳ dễ thương luôn. Chỉ cần mọi người chia sẻ bài thôi. Chia sẻ bài là sẽ mua được với giá rất là rẻ. Áo rất là đẹp luôn nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc thì chốt số 12. Chỉ có giá 69k thôi. Toàn bộ đều là hàng len Quảng Châu, là hàng mới nha mọi người ơi. Hàng len Quảng Châu hết nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 12. Mẫu này 12 nha mọi người ơi. Chỉ có giá 69k thôi. Cực kỳ đẹp nè mọi người. Cực kỳ đẹp mà cũng cực kỳ rẻ luôn nha. Chỉ cần mọi người chia sẻ bài thôi nha mọi người. Mẫu này là số 12 nha mọi người ơi. Mẫu này là số 12. 55k rồi lại mặc vừa mẫu này. Chỉ cần mọi người chia sẻ bài giùm mình thôi. Chia sẻ bài giùm mình là sẽ mua được với giá rất là rẻ. Rẻ mà rất là đẹp. Chỉ áp dụng cho bạn nào chia sẻ livestream của mình thôi nha. Còn mua ở trên
mua ở trên live mới có giá đó nha mọi người, còn ở tới shop là không có giá đó nha, nên mọi người chỉ còn chia sẻ bài chào thôi. Mọi người chào Huệ Nguyễn, chào Hoa Tây. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm em nha. Mẫu này là mẫu 12 nha mọi người. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm mình mọi người ơi. Còn rất là nhiều áo len luôn á. Rẻ mà đẹp nữa mọi người ơi. Cực kỳ đẹp. Rồi, cái áo sắc nách này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc thì chốt số 15 nha. Mẫu mình đang mặc cũng từ 55kg rồi lại mặc vừa nha mọi người. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha. Đây nha, ở bên hông, bên đây nó có. Đây nha mọi người. Màu này cũng đẹp lắm nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc thì chốt số 15 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này là số 15. Cực kỳ đẹp mẫu này nha mọi người. Mẫu 15 này cực kỳ đẹp, chỉ có giá 69k thôi. 69k với điều kiện mọi người phải like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu mình đang mặc này nha, màu này cũng cực kỳ đẹp nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 15 giùm mình nha mọi người. Mẫu mình đang mặc là số 15 nha. Cực kỳ đẹp mẫu này nha mọi người, chỉ có giá 69k thôi. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này. 15 nha mọi người ơi. Mẫu 15 này nha, cực kỳ xinh nha mọi người. Màu này cũng cực kỳ sang luôn. Rồi chốt 15 cho Liên Hoàng nha. 15 vẫn còn nha mọi người ơi, 15 em vẫn còn nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 15 giùm mình nha mọi người. Mẫu mình đang mặc là 15 nha. Cực kỳ đẹp mà cực kỳ rẻ nha mọi người. Cực kỳ đẹp mà cực kỳ rẻ nha. Rẻ lắm luôn đó mọi người. Bạn nào thích mẫu này thì chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu này đẹp nha. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm em mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mọi người. Trong thời gian mình mặc đồ, mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Rồi mẫu này nha. Mẫu này cũng từ 55kg rồi lại mặc vừa nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 20 nha mọi người ơi. Mẫu đang mặc là 20. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha mọi người. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu mình đang mặc. Chỉ cần mọi người chia sẻ bài giùm mình thôi là sẽ mua được với giá cực kỳ rẻ nha mọi người. Mọi người có thể mặc trễ vai nha, hoặc là chéo. Đây nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 20 giùm mình nha mọi người. Chỉ có giá 69k thôi. Len cực kỳ dài dặn nha mọi người. Len cực kỳ dài dặn nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 20 giùm mình nha mọi người. Mẫu này 20 nha. Mọi người ơi, chia sẻ để không ẩn comment nha mọi người. Mẫu này là 20 nha mọi người. Cực kỳ đẹp mẫu này nha mọi người ơi, cực kỳ rẻ nha. Chỉ có giá 69k thôi. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài bên mình nha mọi người. Cực kỳ đẹp mẫu này. Mẫu này đẹp lắm luôn á. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm em đi mọi người ơi. Mẫu này là 20 nha mọi người. 20 mẫu này nha. Chỉ có giá là 69k thôi, 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha mọi người. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm em mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha. Miêu số của bác sĩ nha, ai mua sĩ inbox cho miêu số nha. Rồi kiểu này nha mọi người, kiểu này cũng cực kỳ xinh nè. Chỉ cần mặc đóng thùng với quần sò thôi là cũng thấy dễ thương rồi. Đây nha mọi người ơi, bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt 25 giùm mình nha. Mẫu em đang mặc là số 25 nha mọi người. Đây nha, cực kỳ dễ thương nè. Đây nha mọi người, rất là đẹp, len cực kỳ dài dặn luôn nha. Chỉ có giá 69k thì rất là rẻ. Đây nha mọi người ơi, mẫu này nha, mẫu này là số 25 nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt 25 giùm mình nha mọi người, chỉ có giá 69k. 69k mẫu mình đang mặc nha mọi người. Cực kỳ đẹp mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 25 giùm mình nha mọi người. Mấy chị ơi, mấy chị ơi. Mấy chị ơi, chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Mấy chị ơi, chia sẻ bài giùm em với nha. Mẫu này chỉ có giá 69k nha. 69k nha mấy chị ơi. Cực kỳ rẻ luôn. Destiny của em ơi.
Mẫu này chị có giá 69k 55 ký, là mặc vừa mẫu này nha mấy chị. Chị còn mấy chị chia sẻ ba giùm em là sẽ mua được với giá cực kỳ rẻ nha. Mẫu này nha mọi người, mẫu này là 25 nha mấy chị ơi. Mẫu này là 25. Chị nào thích mẫu này thì chốt 25 giùm em nha. 25 mẫu này mặc cái quần sọc cực kỳ đẹp nè. Đẹp lắm luôn. Xin anh cho tôi chia sẻ. Mẫu này cực kỳ rẻ mà cực kỳ đẹp nha mọi người. Chỉ cần chia sẻ bài thôi, chia sẻ bài là sẽ mua được với giá cực kỳ rẻ luôn. Rồi chốt 25 cho Vicky Nguyễn nha. Mọi người ơi, chia sẻ được mua với giá 3969k nha mọi người. Anh chị ơi, anh chị ơi, bắt đi của em ơi. Chia sẻ bài giùm em đi mấy chị ơi. Mấy tình yêu của shop ơi, chia sẻ giùm cho shop nha. Để có giá 39 hoặc 99, 69 nha. Rồi, áo này cũng cực kỳ đẹp nè. Áo này chỉ có giá 69k thôi nha mấy chị. 69k áo này, 55 ký rồi lại mặc vườn. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc thì chốt 30 nha mọi người ơi. Mẫu mình đang mặc là 30 nha. 30 nha mọi người. Mẫu này 55 ký đổ lại là mặc vừa nha mọi người ơi. Ai lấy thì chốt em số 30 nha. Mấy chị ơi, mấy tình yêu của em ơi. Mấy chị mấy chị ơi, bạn chị nào lấy mẫu này thì chốt số 30 giùm em nha. 30 mẫu này nha mấy chị ơi. Cực kỳ đẹp luôn nha. 30 mẫu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 30. Cực kỳ đẹp luôn. Chị có giá 69k mẫu này nha mọi người. Len này nha mọi người, len này nha. Đây, mọi người có thể coi len nha. Mình đảm bảo với mọi người là len cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Giờ này mọi người đi đón con rồi. Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi, 55 ký rồi lại mặc vừa mẫu này nha. Cực kỳ đẹp mẫu này nha. Rồi chốt 30 cho Vicky Nguyễn nha. Nhiều quê bán nữa chờ, nhiều tư tư. Thôi chào người tối đi. Đa sáu nào tối chào tiếp. Hẹn người tối mạng yếu. Mạng yếu. Rồi mẫu này nha mọi người. Mẫu này nha, chỉ có giá 69k thôi nha mọi người. 69k mẫu này, bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm em. Mạng thấy gì nữa. Mẫu này cho mọi người, mẫu này là số 1 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 1,